Hưởng ứng phong trào mùa xuân cho em do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phát động, những ngày này các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết ấm áp và đầy đủ. Ngày hội phát động nuôi heo đất tại trường tiểu học Bùi Thị Xuân, quận Liên Chiểu là một hoạt động như thế. Từ nhiều năm nay, học sinh trường tiểu học Bùi Thị Xuân, quận Liên Chiểu đã quen thuộc với phong trào nuôi heo đất giúp bạn nghèo mỗi độ Tết đến xuân về. Tiền nuôi heo đất của mỗi lớp được tiết kiệm từ tiền ăn sáng, quà vặt của học sinh. Nhiều lớp đã tiến hành nuôi heo đất ngay từ đầu năm học. Con thấy cái việc này rất là ý nghĩa ở chỗ là chúng ta chung sức quyên góp lại cho những cái bạn hộ nghèo, đói rồi đó. Thì mỗi ngày thì em sẽ tích góp một chút để bỏ vào cái con heo đất của lớp mình, không ăn quà vặt nữa, để chung tiền bỏ vào đó. Mỗi ngày con sẽ tiết kiệm những tiền con ăn quà vặt để tham gia cuộc phong trào heo đất. Tuy số tiền em nhỏ mà nhưng em vẫn góp phần cho nhà trường để các bạn nghèo trong trường để vui Tết hơn. Phong trào nuôi heo đất giúp bạn từ lâu đã trở thành một trong những hoạt động thường niên của các liên đội trường học trên địa bàn thành phố. Bên cạnh ý nghĩa thiết thực giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp hơn, phong trào còn góp phần giáo dục đạo đức, tinh thần sẻ chia cho toàn thể học sinh. Những năm qua, phong trào này cũng đã thực hiện rất mạnh mẽ và cứ mỗi năm thì có khoảng trên 150 học sinh được nhận những phần quà xuân yêu thương này với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Và qua cái hoạt động này là mang một cái ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc, giúp các em sống biết yêu thương, chia sẻ những tình cảm yêu thương đến tất cả những bạn có những khó khăn và giúp các em biết được những khoản chi tiêu tiết kiệm, không tiêu hoang phí. Bên cạnh phong trào nuôi heo đất, để Tết thêm ấm no với mỗi học sinh, các trường học trên địa bàn thành phố cũng đã tích cực kêu gọi sự ủng hộ từ phía phụ huynh, các cá nhân. Những trường quyên góp được nhiều sẽ san sẻ cho những trường ở các vùng khó khăn hơn. Tết đến xuân về, những yêu thương từ chính mái trường sẽ giúp mỗi học sinh có thêm sự gắn kết với bạn bè, cảm nhận được sức mạnh của sự sẻ chia, tình yêu thương.